Ok, xin chào các bạn ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái quyển sách mới. Đó là quyển sách Tarot Chữa Lành kết nối với chân ngã qua lá bài tuệ tri. Thì cái quyển sách này là của tác giả Bảo Đăng Journey. Thì cái quyển sách này nó sẽ kèm theo cái bộ bài luôn bạn ha. Thì cái ưu đãi cho cái chương trình ngày hôm nay, nếu mà bạn xem trên kênh của mình á, thì mình sẽ giảm 30% cho cả bộ bài và sách nha bạn nha. Đó là cái giá bìa là 365 cho một quyển sách rất là dày, 439 trang các bạn ha. Đó, và bộ bài của chúng ta. Rồi, thì bộ bài này á, mình sẽ sử dụng được rất là nhiều. À, cho cái việc đó là tư vấn cho mọi người khi mà chúng ta có cái vấn đề gì cần chữa lành, cũng như là tư vấn cho chính bản thân của mình. Thì đó sẽ là cái phần tâm đắc mà mình sẽ nói ở trong cái video này sau ha. Rồi bây giờ hôm nay á, mình sẽ nói về cái vấn đề là những cái điểm khác biệt trong cái quyển sách này so với những cái quyển sách Tarot khác nha. Thì quyển sách này nó sẽ thiên về chữa lành. Và bạn đọc vô cái quyển sách này á, bạn sẽ tìm hiểu sâu sắc về cái bản thân của mình nhiều hơn, và bạn sẽ biết là ở cái thời điểm bây giờ bạn nên làm gì. Mình nói ví dụ như á, bạn mở ra một cái lá bài The Fool, thì cái lá bài này nó sẽ tư vấn cho bạn, ví dụ dang rộng đôi cánh và bay đi đó. Thì khi mà bạn bế tắc, khi mà bạn gặp những cái vấn đề trong cái cuộc sống á, thì cái lá bài này nó khuyên bạn á, đó là mặc dù sẽ có những hiểm nguy chướng ngại trên con đường mới, nhưng mà cái thông điệp đó là bạn luôn có một cái khả năng vô hạn trong bản thân. Lá bài này khuyến khích sự ra đi, sự buông bỏ cái cũ, và có điều gì đó lớn hơn ngoài kia, điều gì đó vĩ đại hơn ngoài kia để bạn khám phá và trưởng thành. Chúng ta cần dũng cảm và chấp nhận một bước nhảy thần thánh để nhận được cái phần thưởng bên kia bờ vực thẳm. Rồi mình ví dụ thêm một lá bài nữa ha, ví dụ lá bài The Magician ha bạn ha. Với cái lá bài này thì khi mà chúng ta bóc được thì sẽ như thế nào? Đó là cái thông điệp mạnh mẽ về sự sáng tạo tiềm năng, ta chính là pháp sư của đời mình. Chúng ta, những cái thứ mà chúng ta cần để thành công như năng lượng, tình yêu và sự ủng hộ của vũ trụ đều có trong tay của chúng ta. Vì vậy cho nên là khi mà bạn nghi ngờ bản thân, bạn bóc lên cái lá bài này, bạn sẽ có cái hướng đi, bạn sẽ có cái định hướng cho mình. Và nhất là khi mà bạn đau khổ, bạn mệt mỏi, bạn bế tắc, bạn cần cái thông điệp, bạn cần sự chữa lành, thì những cái lá bài này tất cả đều liên kết với lại điều gì đó trong bản thân của bạn. Bạn hoàn tất những cái vấn đề bên trong bản thân của mình thì ở phía bên ngoài mọi thứ khác nó chỉ là đơn thuần, rất là đơn thuần. Thì cái quyển này mình sẽ nói sơ về cái mục lục cho các bạn biết ha. Ví dụ như mình nói chương 1 là phép màu, chương 2 là dấn thân, chương 3 là đức tin, chương 4 là hoài bão, chương 5 là thanh xuân, chương 6 là yêu ha. Rồi thì mình nói ví dụ như là cho các bạn dễ hiểu, đó là bốn cái nguyên tố, ví dụ nguyên tố đất nước lửa khí, thì với những cái kiến thức nó khá là nghiêm túc đúng không bạn? Và nó là một cái tổng quan và thông tin chung. Còn cái quyển sách đây á, thì nó mang một cái sắc thái là bạn đọc sẽ rất là nhẹ nhàng. Ví dụ như thanh gươm sẽ ví với lại đức tin, ví dụ như là bộ đất đó là bộ pentacle thì nó sẽ ví với lại hoài bão đó, và thanh xuân là bộ gậy và tình yêu là bộ cốc. Thì cứ trong mỗi bộ như vậy, những cái lá bài của tác giả đều nhắc nhở chúng ta là mình phải làm sao để mình chữa lành. Nếu mình bóc lên lá bài này, mình thiếu cái điều gì, mình nên tìm kiếm cái gì trong bản thân mình, trong cuộc sống này để mình chữa lành được bản thân mình. Thì cái quyển sách này nếu như mà bạn nào mà trong cái giai đoạn đang bế tắc trong cái cuộc sống thì rất là cần thiết để các bạn có thể tự tìm hiểu về bản thân của mình ha. Để mà bạn có cái đường hướng, nó có những cái lời khuyên mỗi ngày và nguyên một cái hệ thống của 78 lá bài để đưa bạn đi vào cái thế giới tâm linh của chính bản thân mình, đi vào trong từng cái ngõ ngách thâm sâu của tâm hồn bạn, để bạn nhìn thấy, để bạn cân bằng, để bạn lựa chọn, để bạn bổ sung, bạn xây dựng nền tảng, để bạn có thể trở về cái trạng thái hài hòa lúc ban đầu, để bạn có những cái bài học, nhận ra những cái bài học để bạn vượt qua và bạn thấu hiểu hơn. Thì cái quyển sách này chúng ta cũng thể sẽ có thể kết nối được rất là nhiều với tác giả ha, thông qua những cái mã QR trong đây ha. Đó, rất là nhiều ở đây bạn ha. Đó. Rồi, thì mình sẽ nói thêm về bộ bài nha bạn nha. Thì cái bộ bài này á, khi mà bạn gặp những cái khó khăn trong cuộc sống ha, bạn có thể bóc ra. Ví dụ mình nói bạn bóc ra cái lá bài này, lửa thử vàng, gian nan thử sức, chưa kết thúc viên thành, chưa vẫn chưa thành kết thúc ha. Thì khi mà bạn có những cái lời khuyên cho chính bản thân mình, và bạn sẽ lấy cái quyển sách ra để bạn xem coi, bạn bóc ra cái lá bài này, những giấc mơ vĩ đại không xây dựng một ngày cũng vậy, người cần lao ăn chờ vườn xa trái, những khó khăn sắp kết thúc chuyển mình. Ở đây là những cái thông điệp mà nó mang cái tính chữa lành rất là nhiều, chứ nó không phải là kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện dự đoán tiên tri, mà ở đây đó là cho chúng ta cái lối thoát, cho chúng ta một cái bờ vai. Và ở đây thì mình cũng thấy được cái bộ bài cũng như là cái quyển sách này, nó có cái phần trang trí, nó có cái phần vẽ hình, nó rất là dễ thương, cũng như là một cái màu sắc màu tím nó rất là dễ chịu ha. Nó mang một cái điều gì đó về cái màu tím và màu hồng. Màu hồng cũng tượng trưng cho cái việc đó là mình có một cái năng lượng của cái lòng yêu thương, của cái sự chữa lành, của cái trái tim của mình ấm áp ha. Và cái màu tím nó cũng mang một cái năng lượng của sự thông thái, một năng lượng của huyền bí, một năng lượng của việc là thông qua cái trải nghiệm tâm linh này mình học được gì cho bản thân của mình chữa lành như thế nào, mà mình phát triển cái năng lượng chữa lành của mình như thế nào. Thì hai quyển sách và bộ bài này
nó sẽ giúp cho bạn rất là nhiều trong cái hành trình của chính bản thân bạn ha. Chẳng những bạn coi cho người khác mà bạn còn có thể gọi là áp dụng cho chính bản thân của mình. Rồi, thì nếu như bạn là một cái người mới chơi Tarot cũng như là một cái người mới đến với Tarot thì bạn sẽ nhận được lợi ích nào từ cái sách này và cái bài tiếng Việt này? Thì cái quyển này nó sẽ có kèm theo là hướng dẫn sử dụng Tarot chữa lành kết nối với chân ngã và lá bài tự tri. Ở đây nó sẽ có cho bạn tất cả các từ khóa ha, tất cả các từ khóa trong này và bằng tiếng Việt. Vậy thì khi mà bạn bạn gặp khó khăn về cái ngôn ngữ thì bạn có thể tìm đến cái quyển sách này, nó có đầy đủ cho chúng ta. Ngoài ra là nó bằng tiếng Việt cho nên nó rất là dễ để cho bạn cảm nhận, để cho bạn kết nối ha. Và ở đây nó cũng có những cái tổng hợp lại những cái lá bài ha của bạn của chúng ta ở trong cái project nhỏ này nha bạn nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ nói về cái trải nghiệm của mình khi mà mình đọc quyển sách này, sử dụng bộ bài này, thì mình có cái điều gì tâm đắc để mà mình gọi là cống hiến mà phụng sự cho các bạn. Thì là bất cứ một ai trong chúng ta cũng sẽ trải qua những cái khoảng thời gian đen tối và những cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy là mình trông trên và chơi vơi trong cái cuộc đời, mình không có một cái hướng đi, hoặc là cho dù là mình biết rằng là những cái mục tiêu đó, mục tiêu hoài bão lớn đó, nhưng làm sao để vượt qua những cái giai đoạn cảm xúc của chúng ta không tốt ngay lúc này để đến với cái mục tiêu lớn đó, thì mình cũng vận dụng những cái kiến thức trong này và sử dụng cái bộ bài này để mang đến cho các bạn cũng như là những cái khách hàng của mình những cái lời khuyên để mà họ có thể giải quyết được những cái cảm xúc của họ, giống như là một cái bờ vai, giống như là một một người trò chuyện đó, giống như là một cái người để mà mang đến cho họ gọi là một cái liều thuốc để họ có thể là chữa lành ngay lúc này. Thì cái quyển sách này mình cảm thấy là nó mang một cái ý nghĩa về cái thông điệp bạn sẽ phải trải qua từng cung bậc cảm xúc và bạn sẽ được soi chiếu lại tâm hồn mình theo từng cái lá bài, bản thân của bạn, những cái cảm xúc bạn trải qua trong từng cái lá bài này. Và khi mà bạn gặp những cái nặng nề trong cái cuộc sống, ví dụ như là bạn bóc được cái lá bài này thì nó cũng sẽ thể hiện cái hiện tại của bạn, bạn đang gặp phải những điều gì. Chẳng những nó thể hiện cho chúng ta biết được cái tình huống hiện tại mà nó còn có thể cho bạn một cái lời khuyên đó, và giúp cho bạn có cái sự gỡ rối ngay lúc này để bạn có thể vượt qua được những cái cảm xúc của bạn để tiến lên với cái mục tiêu của bạn ha. Thì đó là những cái điều mà tâm đắc mà mình muốn giới thiệu đến các bạn. Và lần cuối cùng thì mình cũng sẽ nói là mình sẽ dành ra khoảng 10 bộ cả sách lẫn bài và giảm 30% cho tất cả các bạn nào xem kênh của mình. Thì các bạn nào muốn mua sách thì mình có thể để, thứ nhất là mình để cái số điện thoại của chính tác giả luôn ha bạn ha, thì bạn có thể liên hệ với tác giả để có thể mua sách ha. Rồi ok, nếu các bạn có mong muốn review quyển sách nào thì có thể là nhắn tin hoặc là inbox giùm cho mình nha.